Cô Phượng báo tin không thể vui hơn cho thầy Park và Việt Nam. Người hâm mộ hú vía. Quý vị ạ, cuối hiệp 1 trận đấu gặp Indonesia vòng bảng AFF Cup 2020 mà tối ngày hôm qua 15 tháng 12, Công Phượng bị ngã ra đất sau pha va chạm với đối thủ. Góc máy quay không bắt được hình ảnh này. Cuộc chạm trán giữa Việt Nam và Indo thực sự là cuộc đọ sức đọ trí giữa huấn luyện viên với huấn luyện viên và giữa dàn cầu thủ của hai bên mà kết quả là bất phân thắng bại. Vẫn như một thói quen khó bỏ, Indonesia chơi rất rắn, nhiều pha phạm lỗi thô bạo. Đôi ba lần trong trận đấu, ông Park thể hiện sự bực bội trước những tình huống vào bóng nguy hiểm của đội bạn dành cho học trò, đôi khi tỏ ý không hài lòng khi trọng tài chính người Hàn Quốc xử lý không mạnh tay, thiếu cương quyết. Lần lượt Quang Hải, Văn Đức, Hoàng Đức bị chơi xấu trên sân. Hồng Duy một lần nữa bị cầu thủ Indo xỉa cả giày vào chân khi anh tham gia tấn công. Duy nằm ra đất đau đớn, nhưng đối phương không bị nhận lời nhắc nhở hay thẻ phạt. Quang Hải cũng bị đội bạn đôi ba lần dùng tiểu xảo, trong đó một pha tranh chấp. Anh bị giày của cầu thủ đạp mạnh vào mu bàn chân. Những tình huống phản cảm này đều được camera ghi lại và khán giả đều thấy. Tuy nhiên, ở tình huống mà Công Phượng là nạn nhân, góc máy quay không bắt kịp. Anh bị cầu thủ Indo thúc mạnh vào đầu gối. Phượng rất đau nên chủ động ra dấu, xin thầy Park cho ra ngoài. Đó là lý do, hết hiệp 1, ông Park quyết định thay Công Phượng bằng Tiến Linh. Đầu gối của Phượng bị sưng. Sáng nay 16 tháng 12, tiền đạo tuyển Việt Nam đi bệnh viện kiểm tra chi tiết về tình hình đầu gối của mình. Sau khi được bác sĩ xem xét, chấn thương của anh chỉ ở mức độ nhẹ, không ảnh hưởng nhiều đến tình trạng sức khỏe. Công Phượng hiện tại không cảm thấy đau nữa, đi lại bình thường trong khách sạn. Đội ngũ y tế từ Việt Nam xác định Phượng đủ khả năng thi đấu trận cuối cùng vòng bảng gặp Campuchia ngày 19 tháng 12. Chiều ngày 16 tháng 12 hôm nay, Phượng tập nhẹ để hồi phục chuẩn bị trận đấu gặp Campuchia vào ngày 19 tháng 12, trận đấu mang tính chất quyết định của Việt Nam cho tấm vé vào bán kết AFF Cup 2020. Kịch bản để Việt Nam vào bán kết. Nếu Việt Nam thắng Campuchia, chắc chắn thầy trò ông Park Hang-seo có vé đi tiếp với 10 điểm. Trong trường hợp Indo thắng Malaysia, khi đó Việt Nam và Indo phải so chỉ số phụ để phân định ngôi đầu bảng. Cần lưu ý rằng, do Việt Nam và Indo hòa không bàn thắng, nên nếu hai đội bằng điểm, chỉ số phụ tiếp theo được đem ra so sánh để xếp thứ hạng, đó là hiệu số bàn thắng bại, kế đến là số bàn thắng ghi được. Nếu Việt Nam hòa Campuchia, Việt Nam có 8 điểm, chắc chắn có vé vào bán kết AFF Cup. Tuy nhiên khi đó, tùy thuộc vào kết quả trận Malaysia và Indonesia để xác định Việt Nam có đứng đầu bảng hay nhì bảng. Nếu Việt Nam thua Campuchia, khi đó thầy trò ông Park Hang-seo vào bán kết hay không phụ thuộc kết quả trận đấu giữa Indo và Malaysia. Nếu Indo không thua Malaysia, Việt Nam vào bán kết. Nếu Việt Nam và Malaysia bằng điểm, Việt Nam xếp trên do hơn chỉ số đối đầu. Hoặc nếu Indo thua đậm để hiệu số bàn thắng bại của đội bóng này thấp hơn Việt Nam, khi ấy Việt Nam đứng nhì bảng B và vào bán kết. Tin tiếp theo, hòa từ Việt Nam, Indonesia ôm nhau ăn mừng như vô địch. Thưa quý vị, cầm hòa trước Việt Nam không đều là thành công lớn với Indonesia. Sau trận các cầu thủ xứ Vạn Đảo ăn mừng như vừa vô địch AFF Cup 2020. Tối ngày 15 tháng 12, Việt Nam có trận đấu gặp Indonesia trong khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2020. Đây là trận đấu mà thầy trò ông Park Hang-seo được đánh giá cao hơn đối thủ về nhiều mặt. Trước đó, chúng ta đã có hai trận thắng thuyết phục trước Lào và Malaysia. Trong khi đó, Indonesia được hưởng niềm vui tương tự nhưng chiến thắng của họ có phần không thuyết phục. Đúng như dự đoán về một trận đấu một chiều, tuyển Việt Nam kiểm soát bóng vượt trội so với Indo. Học trò của ông Shin chủ động chơi phòng ngự số đông, sẵn sàng phạm lỗi khi cần thiết. Đây là lối chơi quen thuộc của đội bóng xứ Vạn Đảo khi gặp những đối thủ có trình độ cao hơn, trong đó có Việt Nam. Họ phòng ngự số đông trong cả trận khiến Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Trong một ngày mà các chân sút trên hàng công của chúng ta không có sự may mắn, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng. Cầm hòa không đều trước Việt Nam là thành công lớn với Indo trong trận đấu tối ngày hôm qua. Có thể thấy niềm vui của các cầu thủ sau màn so tài nói trên. Họ dành cho nhau những nụ cười mãn nguyện với kết quả này. Trong những phút cuối của trận đấu, thậm chí các cầu thủ liên tục câu giờ bằng những tình huống nằm sân. Với kết quả không đều trước Việt Nam, Indonesia duy trì ngôi đầu bảng với 7 điểm, trong khi thầy trò ông Park Hang-seo đứng thứ hai cùng điểm số nhưng kém về chỉ số phụ. Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp của chúng ta vẫn rất sáng khi ở lượt đấu cuối, Việt Nam gặp đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều là Campuchia. Trong khi đó, Indo gặp thách thức rất khó khăn mang tên Malaysia. Tấm vé vào bán kết của Việt Nam nằm ở vấn đề thời gian. Lại thêm một trận chung kết nữa của bảng B và đội tuyển Việt Nam lại phải gặp một đối thủ khó nhằn khác. Indonesia đang cho thấy họ là một đội tuyển rất đáng gờm. Trước khi trận đấu này diễn ra, đã có rất nhiều lo ngại về việc Indonesia sẽ sử dụng chiến thuật chém đinh chặt sắt để ngăn cản cầu thủ Việt Nam.
Điều này đã xảy ra quá nhiều lần và Tuấn Anh là người kiểm chứng rõ nhất. Trong trận đấu tại vòng loại World Cup 2022, tiền vệ của Hoàng Gia Lai đã bị máy chém mang tên Saman Al-Farai triệt hạ thẳng chân. Lần này Tuấn Anh được những đồ tể mang màu áo trắng tạm thà, họ tìm đến Quang Hải để thực hiện đòn chơi xấu, khiến số 19 của đội tuyển Việt Nam phải nhờ đến sự trợ giúp của đội ngũ y tế. Hết Quang Hải lại đến Nguyễn Phong Hồng Duy trở thành nạn nhân của những đòn chơi xấu. Một tình huống lên bóng phản công đầy tốc độ và số 7 của đội tuyển Việt Nam đang lao như một tên bắn về phía khung thành đối phương. Những pha truy cản của một cầu thủ Indonesia quá xấu xí khiến chàng cầu thủ gốc Bình Phước bay cả người lên trên không. Chứng kiến pha bóng ấy trên sóng truyền hình, những khán giả như chúng ta đều thấy xót cho chàng hậu vệ nhỏ con. Đây rồi, một tình huống nguy hiểm rõ rệt của đội bóng áo đỏ. Bóng lại được đẩy xuống đáy biên với một tiền vệ trung tâm và cả một bài trả ngược ra quen thuộc. Hình ảnh này quen lắm bởi nó đã khiến lưới của Malaysia rung lên đầu tiên. Điểm đến của pha bóng đó là Quang Hải, đem đến sự vỡ òa cho các cổ động viên. Indonesia chắc chắn đã xem đi xem lại các băng hình dẫn đến bàn thắng ấy, nên họ có sự phòng ngừa. Họ cắt cử đến 3 cái bóng áo trắng để theo sát Công Phượng ở cột gần. Đường trả bóng của Hoàng Đức có phần theo bài, còn Công Phượng không thể tạo ra điểm kết nối. Cú sút sau đó của Tuấn Anh đưa bóng vọt lên trời trong sự tiếc nuối, một cơ hội 10-10 bị bỏ lỡ. Đội tuyển Việt Nam miệt mài tấn công, miệt mài đưa bóng vào vòng cấm, nhưng mọi thứ cứ như bị dội vào một bức tường rồi bật ra. Còn đối phương lại thỉnh thoảng thi triển thứ võ thuật hiếm khi được chứng kiến trên sân cỏ. Lại là Nguyễn Phong Hồng Duy bị một cầu thủ Indonesia tung cước. Chẳng biết anh chàng số 7 đã làm gì đắc tội với các đại ca mặc áo trắng để họ liên tục chặt chém như vậy. Trong một động thái bất ngờ nhất, huấn luyện viên Park Hang-seo lại đóng vai người hòa giải. Chính ông mới là người can ngăn các trợ lý đừng đổ thêm dầu vào lửa và hãy bình tĩnh. Những điều ấy xảy ra, ông đã quá quen rồi. Nhưng trên sân, các học trò của ông vẫn chưa thể làm quen khi những đối thủ sử dụng bài đá tử thủ. Ở đó, giải pháp bóng chết được tính đến như một phương án tiếp cận khung thành dễ dàng nhất. Quang Hải có pha đá phạt góc đầy ý đồ, nhưng cú sút của Công Phượng lại tệ quá. Anh ôm đầu thất vọng bởi Phượng hiểu rằng mình vừa bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng. 45 phút đầu tiên, chúng ta tạo ra những thông số hoàn toàn vượt trội so với đối thủ. Đội tuyển Việt Nam cầm bóng gần 71%, sút 4 lần và chuyển chính xác lên đến 88,6%. Indonesia chẳng buồn dứt điểm lần nào bởi họ lấy đâu ra bóng để sút bây giờ. Chúng ta vượt trội hơn đối thủ về mọi chỉ số. Chỉ có điều quan trọng nhất là tỷ số, thầy trò ông Park vẫn chưa thể khuất phục được đối thủ. Những điều đáng lo ngại nhất chẳng phải về mặt tỷ số, mà là sự lành lặn của đôi chân các thủ sau một hiệp đấu bị Indonesia đấu võ. Trong một nỗ lực tạo ra cơ hội những phút cuối đã bị đau, anh đổ gục xuống sân, thở dốc và tỏ ra rất đau đớn. Nhìn những hình ảnh đấy thôi cũng đủ làm chúng ta phải lo lắng, bởi Phượng đang là một trong những niềm hy vọng có thể tạo nên sự đột biến. Chẳng thể phối hợp nơi trung lộ, đội tuyển Việt Nam chuyển sang miếng đánh từ khoảng cách xa hơn. Ở đó Hoàng Đức luôn là lựa chọn uy tín nhất cho những pha nã đại bác. Nhưng đâu phải những cú sút xa nào cũng có thể chính xác được. Thế nên trong một cú sút từ cự ly như thế này, thước ngắm của số 14 hoàn toàn có thể xảy ra sai số. Đến lượt Quang Hải, thử vận may sau một pha đập nhà rất đẹp mắt với Tiến Linh. Những điểm đến của cú dứt điểm đó đều giống như hầu hết những pha dứt điểm khác. Phan Văn Đức có lý do không hài lòng về quyết định của người đồng đội bởi anh đang đứng ở một vị trí quá thuận lợi. Nếu đó là một đường chuyền, rất có thể mọi chuyện sẽ đổi khác. Chúng ta cứ tấn công, còn đội bạn cứ phòng ngự. Cuối cùng đội tuyển Việt Nam đã đánh rơi 2 điểm, còn Indonesia hạnh phúc với trận hòa trước đương kim vô địch. Niềm hạnh phúc này lan tỏa từ các cổ động viên, các cầu thủ đến cả huấn luyện viên của họ. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Shin Tae-yong hoàn toàn hài lòng vì một điểm có được. Ông chẳng cần che giấu ý định thủ hòa trước đội tuyển Việt Nam và tiết lộ các học trò của ông bước vào trận đấu này với tinh thần phải có được một điểm. Vì lý do nhân sự nên chẳng còn cách nào khác. Nhà cầm quân 52 tuổi buộc phải dựng chiếc bong ke trước khung thành để bảo vệ mảnh lưới. Nói về chiếc bong ke ấy, huấn luyện viên Park Hang-seo lại cho thấy sự bình tĩnh cần có. Ông khôn khéo từ chối đánh giá lỗi chơi Indonesia bởi khi đội tuyển Việt Nam cũng đã phải tử thủ như vậy. Thay vào đó, ông thẳng thắn nhận định những vấn đề còn tồn đọng của đội tuyển Việt Nam, nhất là khâu ghi bàn. Cầu thủ đã phát huy vai trò của mình, ghi bàn thì tốt nhưng không ghi bàn thì dù sao họ cũng nỗ lực hết mình rồi. Thầy Park đã trấn an các học trò như vậy. Tất nhiên một trận hòa với Indonesia chẳng đến mức thảm họa. Cách trả lời phỏng vấn sau trận đấu này của thầy Park đã minh chứng rõ nhất cho điều ấy. Đội tuyển Việt Nam vẫn nắm nguyên quyền tự quyết trong tay. Sau lượt trận này, đội tuyển Việt Nam vẫn đứng nhì bảng với 7 điểm trong tay. Chúng ta bằng điểm Indonesia nhưng thua kém về chỉ số phụ nên tạm hài lòng với vị trí này. Lượt trận cuối cùng của bảng B sẽ là lúc để mọi chuyện được ngã ngũ. Ở đó, Quế Ngọc Hải và các đồng đội sẽ chỉ phải đón tiếp Campuchia. Trong khi đó, Malaysia và Indonesia sẽ đại chiến để tìm ra chủ nhân còn lại cho chiếc vé vào vòng bán kết. Ở đó, Malaysia buộc phải thắng đối thủ để chiếm lấy một trong hai vị trí dẫn đầu. Còn nhiệm vụ của Indonesia đơn giản hơn rất nhiều. Họ chỉ cần cầm hòa đối thủ để đi tiếp.
hoặc mơ mộng hơn nữa, thầy trò ông Shin Tae-yong còn có thể mong giành 3 điểm và bảo toàn thành công cái hiệu số dương 1 kia để tạo nên cú sốc. Còn với đội tuyển Việt Nam, nhiệm vụ của chúng ta cũng rất đơn giản, đánh bại Campuchia. Nhiệm vụ này chưa bao giờ là thử thách với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Về trận đấu này, chưa gì huấn luyện viên của Campuchia đã ra một tuyên bố rất cứng. Ông muốn các học trò sẽ tấn công trước đội tuyển Việt Nam bởi đội bóng của ông vừa đánh bại Lào cơ mà. Hy vọng ông Hirose sẽ giữ lời và đừng chơi tử thủ. Mà kể cả có tử thủ thì cũng chẳng sao cả. Bởi sau trận hòa này, đội tuyển Việt Nam đang như chiếc lò xo bị nén lại. Trận đấu cuối cùng sẽ là lúc thầy trò ông Park bùng hết cỡ để xả đi những điều còn vương vấn trước khi bước vào vòng bán kết. Giống như những lời Quế Ngọc Hải phát biểu sau trận đấu này, kết quả ngày hôm nay không ảnh hưởng nhiều đến cơ hội vào bán kết. Toàn đội sẽ tập trung trở lại và thi đấu 100% sức lực, tinh thần và chuyên môn với Campuchia và giành chiến thắng.